Vâng, với video tiếp theo thì bên em tiếp tục setup một bộ hát karaoke rất chỉ đẳng cấp, gồm một đôi loa BMB 9FC hàng nguyên thùng xốp, một đôi loa audio center PM12+ và một quả sub Eric phối ghép cho một bậc khách đến từ bên Tân Yên và cũng đã đến bên cửa hàng một bộ sản phẩm đủ hết toàn bộ VIP nhé, cả một chiếc đẩy DE, một chiếc vang và một bộ mic AVT. Nói chung là chọn bộ này nó là bộ đẳng cấp hát karaoke quyền sầu luôn, nó là bộ quá mỹ mãn này. Bên em ưng ý nhất những cái bộ hát karaoke như thế này. Với bộ như thế này thì giá thành của nó rất chi là nó rơi vào khoảng 50 triệu thì coi như chọn bộ như thế này. Và các bác khách cũng đã setup cũng đã ngồi ở bên trong đang đến tiền một bộ rất chi là ngon nghe, ngon lành cảnh đời. Em sẽ mở một thử đoạn nhạc để mời toàn thể các bác thưởng thức một đoạn nhạc nhé. Chiếc đẩy hàng hạng, những chiếc vang, những chiếc mic hàng hạng thì nó là đều là đẳng cấp rồi các bác. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm hàng xịn, hàng chất lượng cao thì các bác cứ liên hệ với cao su Y số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39, bên em sẽ giao hàng và xin hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác đã đang làm thủ tục cuối cùng để trước khi ra về. Giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.